Kinh Tờ thứ 12 Tờ thứ 12 Kinh Văn Hàng thứ sáu, Chúng ta đọc qua đoạn Kinh Văn này Đối chiếu ở nơi đây Thường hành bố thí giới nhẫn tinh tấn định huệ lục ba la dị độ hữu tình linh đắc độ dị độ chi giả sự thành phật bắt đầu xem từ đoạn này bài kệ này lần trước chúng ta đã dùng thời gian 2 giờ đồng hồ chỉ giảng được có một câu thường hành bố thí gặp giới nhẫn ngày hôm nay chúng ta tiếp tục xem câu thứ hai tinh tấn định huệ lục ba la tinh tấn là thiện căn duy nhất của bồ tát trên kinh phật đã nói ra thiện căn chúng ta phải đặc biệt chú ý không luận là đại thừa tiểu thừa tông môn giáo hạ hiện giáo mật giáo cũng đều không ngoài từ đoạn ác tu thiện mà vào cửa nếu như chúng ta không thể đoạn tất cả ác không thể tu tất cả thiện ngay đời này không luận bạn tu học thế nào Đến sau cùng, bạn vẫn không có cách gì thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn có nịnh bợ Phật Bồ Tát thế nào đi nữa, đúc lót Phật Bồ Tát cũng không ít gì. Đạo lý và sự thật này nhất định phải rất rõ ràng, rất tường tận. Phật giúp tất cả chúng sanh quyết định không có dùng cảm tình cái điểm này chúng ta nhất định phải ghi nhớ phải tường tận phật giúp chúng ta là nói đạo lý là lý tánh phật gia trì đối với tất cả chúng sanh chính là khai thị vì chúng ta giảng kinh nói pháp vì chúng ta làm ra rất nhiều điện phạm chúng ta xem thấy nghe thấy nhất định phải hành chứng hành chứng là phật bồ tát không thể nào giúp được cho chúng ta mấy ngày trước Lão Pháp Sư Minh Sơn ở nơi đó đã giảng 10 ngày Kinh Lăng Nghiêm. Bộ Kinh này có rất nhiều đồng tu đều rất quen thuộc. Ở trên hội Lăng Nghiêm chúng ta cũng xem thấy Phật Bồ Tát đã làm ra điển phạm cho chúng ta biểu diễn cho chúng ta tôn giả a nan đã đóng một vai chính. Quan hệ của ông với Phật không như người thông thường. Ông không phải là học trò thông thường. Ông là anh em với Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh em của Ngài tổng cộng có 8 người. Thích Ca Mâu Ni Phật là anh cả, A Nan là nhỏ nhất. Tiểu đệ nhỏ nhất cho nên ngài chính mình tự cho rằng phật là anh cả của ngài là yêu thích ngài chăm sóc ngài đến như vậy những người này các người phải nỗ lực tu hành không tu hành thì không thể được độ tôi không hề gì tương lai đến lúc thì anh cả sẽ biết giúp đỡ nắm lấy một tay trong lòng giữ lấy cái quan niệm này thì không chính xác đến khi gặp nạn ma đăng già nữ gặp nạn này mới biết được mới hoát nhiên đại ngộ dũng chỉ là như vậy, sự việc này anh cả không thể giúp được mới hiểu rõ ra không tu hành thì không được người khác cần khổ tu hành anan cũng phải nỗ lực tu hành đó là làm ra tấm gương để cho chúng ta xem tu hành phải bắt đầu tu từ đâu đoạn ác tu thiện đoạn tất cả ác tu tất cả thiện phải bắt đầu làm từ đây thì bạn liền biết người thế gian làm ác cội gốc của ác là ở đâu phật dạy người tu thiện gốc của thiện là ở chỗ nào đây chính là nói đến thiện căn thiện có gốc ác cũng có gốc gốc của ác là gì tham sân si gọi là phiền não ba độc chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng ngày nay khởi tâm động niệm khởi lên tâm tham khởi lên tham ái lập tức liền phải giác ngộ đó là cội gốc của tất cả ác cái ý niệm này vừa khởi lên đi là gốc của ác phát tác nó đang khởi tác dụng Vô cùng là đáng sợ Vô lượng vô biên tội ác Đều là từ cái gốc này mà sanh ra Người xưa có câu rằng Không sợ niềm khởi Chỉ sợ giác chậm Bạn phải giác ngộ được nhanh Cái gốc này hiện tại đang phát động Lập tức phải đình chỉ nó Chế ngự nó đó gọi là tu hành quả nhiên có thể khống chế được đó gọi là công phu cho nên công phu đắc lực bạn liền có thể khống chế được phiền não đây gọi là công phu đắc lực không thể khống chế phiền não được vẫn cứ khởi hiện hành vẫn cứ tạo nghiệp thì công phu không có lực Ba thiện căn thế gian chính là không tham, không sân, không si. Có thể thấy được gốc của ác đảo ngược lại thì gọi là gốc thiện. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, khởi tâm động niệm. Phải ở ngay nơi đó mà công phu thấy sắc, nghe tiếng, ý niệm tham sân si mới vừa khởi. Lập tức phải hàng phục nó. Trên Kinh Kim Cang đã nói, Nhân hà hàng phục kỳ tâm. Cái tâm đó chính là ba độc phiền não. Bạn phải mỗi giờ mỗi phút đề cao cảnh giác. Bởi vì ba độc phiền não gốc quá sâu diện tích quá rộng vô lượng kiếp đến đây tạo thành kế quả ngày đây nhất thời muốn đem nó trừ bỏ không thể trừ được thâm canh cố đế làm gì mà dễ dàng đến như vậy biện pháp duy nhất là đề cao cảnh giác nó vừa phát tác lập tức liền khống chế nó dùng phương pháp gì để khống chế trên kinh phật nói với chúng ta tám dạng bốn ngàn pháp môn vô lượng pháp môn phương pháp vô lượng, vô biên. Những phương pháp này làm gì? Đều không ngoài khống chế phiền não. Ngày nay chúng ta học là Pháp môn niệm Phật. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu để khống chế nó. Ý niệm vừa khởi thì A-di-đà Phật. Hàng phục lấy nó. Cái niệm thứ nhất là Tham sân Si. Cái niệm thứ hai liền đổi thành A-di-đà Phật bạn có được loại phương pháp này niệm phật như vậy công phu mới có lực mới có thể niệm được tương ưng đây là nói thiện căn ác căn của thế gian thiện căn bồ tát chỉ có một bởi vì bồ tát quyết định tu ba thiện căn ba thiện căn thế pháp họ không có vấn đề bồ tát đương nhiên kiến tư phiền não trần sa phiền não đều đoạn rồi vô minh cũng đã phá đi một phẩm chứng được pháp thân thanh tịnh cho nên nói thiện căn của thế gian Họ đã viên mãn Vậy thì về sau Cái gì là thiện căn của họ Phật nói tinh tấn Tinh tấn Là thiện căn duy nhất của Bồ Tát Tinh tấn ý nghĩa của hai chữ này Cũng là sâu rộng Vô lượng Tiến là tiến bộ tiếng mà không lùi bộ kinh này của chúng ta người xưa phán giáo bộ kinh này là thuộc về đại thừa diên đốn còn thù thắng hơn hoa nghiêm đại đức thời tùy đường cho rằng hoa nghiêm pháp hoa chẳng qua chỉ là dẫn đạo của kinh vô lượng thọ mà thôi bạn thấy đã đem bộ kinh này xem trọng đến chừng nào bộ kinh này thù thắng cỡ nào vậy thì chúng ta biết được tiêu chuẩn của bộ kinh này là pháp thân đại sĩ thế nhưng đặc biệt của kinh này bởi vì nó phổ bị ba căn lợi độn gồm thâu do đó phạm vi tinh tấn vô cùng rộng lớn pháp Diên đốn cần phải phá một phẩm vô minh mới chứng được tam bất thoái tiếng cái chữ này có rồi bạn xem tấn bất thoái hành bất thoái niệm bất thoái thế nhưng ở trên kinh này của chúng ta nói không chỉ là chứng được tam bất thoái mà là viên chứng tam bất thoái cái chữ viên này vậy thì không thể nghĩ bài viên là viên mãn chúng ta xem thấy ở trên kinh hoa nghiêm viên giáo sơ trụ bồ tát liền chứng tam bất thoái thế nhưng không viên người thế nào mới có thể được gọi là diên chứng tam bất thoái ừ. nghiêm khắc mà nói bồ tát đẳng giác mới có thể nói là diên chứng nếu như đem tiêu chuẩn này mở rộng hơn một chút đó chính là trong kinh thường nói a duy diệt trí bồ tát đây là trên kinh thường nói Ngay trong ba kinh đều nói Hơn nữa nói qua nhiều lần Đi xem là Có thể nói họ là Duyên chứng tam bất thoái A duy diệt trí Đại Đức Sư nói rõ với chúng ta Từ Thất địa trở lên Vì thì hay nói cách khác địa vị thấp nhất là bồ tát thất địa, thất địa bát địa, cửu địa thập địa đẳng giác xem là thập nhất địa những vị thứ này mới có thể xem là diên chứng tam bất thoái đi không phải là một sự việc dễ dàng. có thể thấy được thù thắng hơn rất nhiều so với Hoa Nghiêm đã nói. Vậy thế nào mới xem là tinh tấn? Tinh, cái chữ này là tinh thuần. Thuần mà không tạp mới xem là tinh. Tinh tấn là một khóa một rất quan trọng trong tu học của Bồ Tát. Phật gì tất cả chúng ta nói ra vô lượng pháp môn nói ra vô lượng pháp môn tuyệt nhiên không phải bảo bạn toàn bộ thảy đều học tập nếu như bạn nghĩ như vậy, thấy như vậy, vậy thì bạn sai rồi. Yêu cầu của Phật là bảo bạn ở trong tất cả pháp môn chọn ra một môn. Tinh tấn tu học Ý nghĩa của tinh ở ngay chỗ này. Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu thì gọi là tinh tấn chúng ta xem thấy được trong kinh hoa nghiêm hoa nghiêm từ đầu đến cuối nơi nơi đều hiển thị hiệu quả của tinh tấn tu học hiện tại chúng ta mới giới thiệu đến đại chúng xuất tòa chưa chánh thức dạng đến kinh doanh đại chúng tham dự cái pháp hội này hiện tại nói ra cho chúng ta họ đều là do từ một pháp môn chứng nhập giải thoát chứng nhập giải thoát là ý nghĩa gì vậy siêu diệt sáu cõi luân hồi siêu diệt mười pháp giới giải thoát giải là khai giải phiền não kiến tư phiền não khai giải rồi danh từ mới hiện tại gọi là giải phóng Kiến tư phiền não giải phóng Thoát khỏi sáu cõi luân hồi Là giải thoát Trần xa phiền não giải phóng rồi Vô minh phá một phẩm Bạn liền thoát khỏi Mười pháp giới Đây là ý nghĩa của giải thoát hay nói cách khác chính là thông thường trong nhân gian chúng ta gọi là chứng quả họ chứng được là quả gì vậy phật quả họ thành phật rồi viên giáo sơ trụ thành phật rồi ở trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa Cư sĩ Giang Dì Đông giải thích cho chúng ta chư Phật Ngày chính là nói ra cái cách này Chư Phật là chỉ người thế nào? Chỉ 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Đó gọi là chư Phật Thiền Tông Trung Quốc Gọi là Minh Tâm Kiến Tánh Kiến Tánh Thành Phật Người thế nào kiến tánh? Duyên giáo sư trụ Bồ Tát thì kiến tánh. Phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Họ chân thật đã thành Phật. Kiến tánh thì liền thành Phật. Vì Phật này gọi là phần chứng dị. Họ là Phật thật. Họ không phải là Phật giả. Thế nhưng họ vẫn chưa viên mãn. Vì sao vẫn chưa viên mãn? Dòng tưởng chưa đoạn tận vọng tưởng chính là vô minh vô minh chưa đoạn hết vô minh đoạn hết rồi đó chính là cứu cánh viên mãn thành phật vô minh tuy là chưa đoạn hết phá được mấy phần cho nên họ là phật thật không phải phật giả các vị xem thử tỉ mỉ mà quán sát dùng phương pháp gì để thành tựu một môn cho nên họ là tinh tấn thành tựu. Họ không phải là tạp tấn thành tựu. Ngày nay chúng ta phạm phải điều quý kỳ to lớn là đã học quá nhiều. Môn nào cũng muốn học. Môn nào cũng muốn hạ công phu. Đến sau cùng, không môn nào thành Cái thí dụ này Bắt đầu từ Thế Tôn Mãi đến hiện tại hôm nay Đời đời Đều có cái hiện tượng này Chúng ta là người chân thật học Phật Đối với những thứ này không thể không lưu ý đến Bạn tỉ mỉ mà quan sát Người quá khứ, người hiện tại Họ làm thế nào để thành tựu điều kiện để họ thành tựu là gì người quá khứ người hiện tại tu hành thất bại không có thành tựu nguyên nhân thất bại ở chỗ nào không thể nói họ không có dụng công không thể nói họ không có tâm họ thật có tâm thật có dụng công tại vì sao đến sau cùng thì thất bại họ không phải tin tấn chúng ta dùng lời hiện đại họ loạn tấn họ tạp tấn chính là nói họ học được quá nhiều quá tạp cho nên họ không thể thành tựu đồng tu lớp bồi huấn chúng ta ở nơi đây tôi nghĩ các vị phải nên thể hội được cái điểm này phải nên có chút nhận biết Chúng ta ở nơi đây mở lớp bồi huấn Kỳ hạn chỉ có 3 tháng, 4 tháng Tôi xem thấy báo cáo của các vị Các vị viết ra cảm tượng tâm đắc của các vị Các vị nói Ở nơi đây 3 tháng Còn chắc thật hơn các vị Ngày trước ở Phật học viện Học 4 năm rất nhiều vẫn còn có hiệu quả đây là nguyên nhân gì tuyệt đối không phải ở bên đây chúng tôi cao minh hơn so với thì giáo phật học viện của các vị không phải vậy hay phương pháp khéo léo hơn so với các thì giáo phật học viện đã dùng cũng không phải như vậy thành thật mà nói chúng ta mọi thứ đều không bằng người Chúng ta nắm lấy được nguyên tắc gì Các vị cảm thấy được Ba tháng này Còn có hiệu quả hơn so với học tập bốn năm Chúng ta nắm lấy chính là tinh tấn Ba tháng chỉ học một môn học Ngày trước các vị học qua Phật học viện Phải học mấy chục môn bài khóa khác biệt chính ngay chỗ này ngay trong ba tháng này trong đầu của các vị chỉ nghĩ tới một sự việc nghĩ một bộ kinh một pháp môn toàn bộ tinh thần của bạn tập trung vào cái điểm này bạn cảm thấy có thành tựu vì trước các vị đi học ở phật học viện giờ đầu thì học môn này giờ tiếp theo thì lại đổi học một môn khác trong một ngày mà rất nhiều môn phải học rất nhiều thứ khác nhau trong não của bạn bị loạn lên môn học này vẫn chưa hấp thu vào được thì lập tức đổi môn mới khác đừng nói bốn năm không có thành tựu bốn mươi năm cũng không có kết quả chúng ta ở ngay chỗ này mà thể hội Phật nói tinh tấn có đạo lý Cho nên mọi người trên hội Hoa Nghiêm Bạn xem qua những đại chúng xuất tòa này Không luận họ Thị hiện là thân phận gì Chúng ta tỉ mỉ quan sát họ Họ tán tụng đối với Phật Chính họ đưa ra báo cáo Đều nêu ra một môn ở trên hội Hoa Nghiêm, chúng ta chân thật thể hội được Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp môn tu học của mỗi một người đều không giống nhau, mỗi một người đều chứng vô thượng đạo. Mỗi một người đều thoát khỏi sáu cõi, mười pháp giới. Đều chứng được tịnh độ hoa tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật. Đây là chúng ta phải sâu sắc tư duy Biết được tinh tấn Là một bí quyết Là diệu phương Quyết định không thể xen tạp Giác minh diệu hạnh Bồ Tát Ở trong quyển Tây Phương Sát Chỉ Nói với chúng ta Phương pháp Niệm Phật tinh tấn Ngài nói ra ba câu Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn Đặc biệt trình trọng dặn bảo Người niệm Phật kỳ quý nhất là xen tạp Bạn xen tạp Phật hiệu của bạn quyết định niệm không tốt Hay nói cách khác Công phu của bạn không có lực. Người niệm Phật chân thật thành tựu. Trên kinh Di Đà. Nhất tâm bất loạn. Tâm không điên đảo. Nhất tâm bất loạn là niệm Phật Tam Muội. Tâm không điên đảo là trí tuệ khai mở. Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói Tự đắc tâm khai Tự đắc tâm khai Chính là ở trên Kinh Di Đà đã nói Tâm không được điên đảo công phu đều là đang tinh tấn đều là ở một môn thâm nhập cho nên lớp bồi dưỡng của chúng ta để sướng một môn thâm nhập tương lai thành lập phật học viện vẫn là một môn thâm nhập nếu như chúng ta muốn giống như phật học viện thông thường trường học thông thường vậy thì, thì con đường chúng ta đi giống y như con đường của họ đã đi kết quả của giống y như kết quả của họ vậy lớp như vậy không có ý nghĩa tinh thần thời gian của chúng ta toàn bộ đều lãng phí làm như vậy thì làm để làm gì thế nhưng phật học viện chúng ta có thể mở nhiều giáo trình các vị đồng tu chọn lấy giáo trình nào rồi thì một môn thâm nhập. Mỗi mỗi đều có thể thành tựu. Như trên hội Hoa Nghiêm, giống như những vị Phật Bồ Tát đầy dạy. Phật học viện này liền có được thành tựu. Tương lai sau khi tốt nghiệp, thì xuất hiện rất nhiều Bồ Tát. Dùng lời hiện tại mà nói là chuyên gia. Học giảng Kinh Vô Lượng Thọ 7 năm. 7 năm tốt nghiệp ra trường. Bạn chính là Vô Lượng Thọ Phật. Học giảng Kinh Di Đà cũng phải học 7 năm. 7 năm tốt nghiệp, bạn chính là A-di-đà Phật. Học giảng phổ môn phẩm Phổ môn phẩm cũng phải học 7 năm Sau khi tốt nghiệp ra trường mạng chính là Quán Thế Âm Bồ Tát Vì chúng ta có thể mở rất nhiều giáo trình Chúng ta ở nơi đây Tạo thành một thôn học của Phật Bồ Tát Chúng ta phải ở trong trường học này Lý được học gì học vị ở chỗ này là phật là bồ tát chỉ cần bạn một môn tinh tấn không dạy đãi bạn nhất định có thể lấy được cái học vị này sau đó mới có năng lực giáo hóa chúng sanh một môn thông rồi xin nói với các vị mỗi môn đều thông. Đây là chỗ Phật pháp không giống như thế gian pháp, thế pháp. Bạn ở trong đại học học một môn, cái môn đó bạn có học được thành công hơn, ở môn hệ khác thì bạn không hề biết, bạn không hiểu. Phật pháp không như vậy. Phật pháp một thứ thông rồi là một kinh thông thì tất cả kinh thông. Do nguyên nhân gì? Phật pháp là dạy bạn minh tâm kiến tách bao gồm tất cả kinh giáo đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra cho nên bạn từ bất cứ môn nào kiến tánh thì bạn liền có thể thông đạt tất cả pháp tướng tất cả pháp tướng đều là nương tự tánh mà lưu xuất ra Thế nhưng sau khi bạn thông đạt Thì tất cả kinh đều thông Đương nhiên tất cả kinh bạn đều có thể giảng được tốt Liền không khác gì với Thích Ca Mâu Ni Phật Giờ lúc này Có thể dùng thái độ của Phật xuất hiện ở thế gian này không? Không thể Vì sao vậy? căn tánh chúng sanh hiện tại không như thời đại đó của Thích Ca Mâu Ni Phật bạn phải quán cơ nói Pháp. Thời đại hiện tại này, chư Phật đến cũng phải thể hiện Bồ Tát, không thể thể hiện thân phận của Phật. Phật là Đại Thông Gia. Bất cứ kinh nào cũng đều có thể giảng. Bồ Tát không phải là Thông Gia, là chuyên gia. Chỉ giảng một môn, Đây là Phật cùng Bồ Tát không giống nhau. Các gì phải tỉ mỉ mà nghĩ xem. Bạn chính mình bản thân là Phật, là Đại Thông Gia. Bạn phải xem thấy căn tánh của tất cả chúng sanh thì hiện thế nào, thì Bồ Tát thì hiện chuyên gia. Khuyên người tinh tấn đây là bạn đại từ đại bi không phải bạn không thông là chúng sanh không thông chúng sanh học hai thứ ba thứ thì không thể nhập môn chính mình cần phải làm ra một tấm gương thì hiện một môn ta một môn thông rồi bạn học với tôi một môn bạn cũng thông họ mới có thể tin tưởng Từ những chỗ này chúng ta chân thật thể hội được Phật Bồ Tát là từ bi vô tận Quan tâm thương yêu đối với chúng sanh Không bỏ sót một ai Làm ra vô số thị hiện Làm gương mẫu cho chúng sanh Vậy bảo chúng sanh tinh tấn cái ý nghĩa này chúng ta luôn phải có thể thể hội được cho nên tương lai chúng ta ở trong phật học viện phương pháp xếp giáo trình học giáo học chúng ta quyết định là tuân thủ giáo huấn của phật đà nhất định không thể trái phạm chúng ta biết trái ngược chúng ta nhất định thất bại chúng ta tuân thủ quyết định có thành tựu Hy vọng các gì đều có thể tu hành chứng quả. Đều có thể chân thật lấy được học gì của Bồ Tát. Phật học viện của chúng ta thành công rồi. Tinh tấn các ý nghĩa khác thông thường kinh luận nói được rất nhiều các vị cũng nghe được rất nhiều không cần phải nói nhiều chúng ta đặc biệt cường điệu quyết định phải chuyên tin tịnh tông tu chính là sáu môn là năm kinh một luận tùy theo chính bạn hứng thú chọn lấy bất cứ bộ nào chỉ cần chuyên tin thì đều có thể thành công bao gồm tất cả kinh luận đại thừa tiểu thừa bao gồm điện tích của thế gian có thể làm tham khảo có thể làm bổ trợ Giống như đi học ở trường vậy Chúng ta tu chính quá Trợ tu Thì nhất định phải phân ra rõ ràng Tường tận, thông suốt thấu đáo Giáo trình nào có thể giúp cho ta tu chính khóa Thì bộ kinh đó Có thể tham khảo nếu bộ kinh luận nào không giúp cho ta tu chính chúng ta tạm thời có thể không nên chú ý đến nó nhất định phải đem toàn bộ tinh thần thời gian tập trung lại thái độ tu học trong lúc giảng dạy cũng đã giảng nói rất nhiều tính giải hành chứng tính giải hành chứng trên kinh hoa nghiêm nói rất hay hành bố viên dung là đồng thời tuy có thứ lớp thế nhưng nó là dung thông một tức là bốn bốn tức là một chúng ta mới có thể vào được cảnh giới muốn đem nó phân thành bốn giai đoạn thì khó cái đạo lý này phải hiểu hành bố không ngại viên dung Hành bố là thứ đệ Hay nói cách khác Thứ đệ không chứng ngại viên dung Trong viên dung không chứng ngại thứ đệ Cái đạo lý Cùng sự thật này Trên Kinh Hoa Nghiêm giảng nói được Rất nhiều rất rõ ràng Chúng ta hiểu rõ liền biết được làm thế nào tu học tinh tấn mới có thể đạt đến một khóa mục sau là thiền định phía trước chúng ta giảng những nhục ba la mật những nhục là tiền phương tiện của thiền định các vị nghĩ xem nếu như đều không thể nhẫn thì bạn làm sao được định cho nên từ những nhục lại thêm vào tinh tấn bạn liền được định định là thọ dụng chân thật định là định ở nhất cái nhất này không phải là chuyên nhất không phải duy nhất không phải độc nhất mà là tùy nhất vậy phật pháp mới viên dung tôi học kinh vô lượng thọ tâm của tôi liền định ngay ở trên kinh vô lượng thọ tôi học kinh kim cang thì tâm của tôi định ngay ở trên kinh kim cang pháp môn tu học của mỗi một người không giống nhau thì kiểm định của mỗi người cũng không giống nhau. Cho nên, nhất là tùy nhất, không phải duy nhất. Vậy mới hiển thị ra pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bạn ở trong bất cứ một pháp môn nào đều có thể được định. Định chính là tam muội từ tam muội mới khai trí tuệ pháp môn tuy là nhiều một pháp môn nào khế với cơ của chính mình chỗ này nhất định phải nắm lấy vì sao vậy pháp môn khế cơ dễ dàng thành công pháp môn không khế cơ thì rất khó thành công do đó tu học chọn lựa pháp môn tương lai tu hành chứng quả đối với bạn quan hệ rất lớn nếu bạn chọn sai chọn lựa rất không dễ tu học nếu bạn muốn có được thành tựu thì khó nhất định phải chọn khế hợp căn cơ của chính mình thế nhưng chọn lựa pháp môn đó là đại học vấn trí tuệ chân thật khi phật còn tại thế không có vấn đề Phật chứng được trí tuệ cứu cánh viên mãn Bất cứ chúng sanh nào thân cận với Phật Đà Phật vừa nhìn liền rõ ràng tường tận đối với căn tánh của họ Phật biết được đời quá khứ của họ Đời đời kiếp kiếp Vô số hành nghiệp Phật thấy đều biết cho nên chân thật có thể tùy bệnh mà cho thuốc thuốc đến bệnh khỏi nói pháp khế cơ sau khi phật diệt độ cũng có một số đệ tử tu hành chứng quả bồ tát thanh danh duyên giác các ngài cũng có năng lực quán cơ Thế nhưng Quả của họ chứng Không phải là quả cứu cánh viên mãn Do đó năng lực quán cơ Không hề viên mãn như thế tôn Thí dụ A-la-hán A-la-hán có thể quán sát Một chúng sanh quá khứ 500 đời Trước 500 thì A-la-hán không biết được Thì không có năng lực Tình huống ngay trong 500 năm gần đây Của bạn thì họ biết được Do đó Họ nói Pháp cũng tương đối khế cơ Không hề cứu cánh viên mãn như Phật vậy Cũng xem là không tệ Thế nhưng đến ngày nay Chúng ta gặp được thiện tri thức giảng kinh nói Pháp đều là thân phạm phu. Đừng nói bạn quá khứ, một đời cũng không biết. Ngay cái thân hiện tại này, thí dụ nói, năm nay bạn 30 tuổi, sự gì của 30 năm gì trước ta đều không biết được. Bạn ngày trước học cái gì, làm gì gì, ta đều không biết. Thì nói Pháp làm gì khế cơ. đây là chỗ khó khăn của thân phạm phu giống như đại phu xem thấy người bệnh không biết tí gì đối với bệnh án của bệnh nhân họ vì sao bị bệnh này bị bệnh bao lâu đều không biết xem thấy tình hình hiện tại của bạn cho bạn dùng thuốc dùng thuốc đều là có tính thăm dò sợ xảy ra vấn đề có một số tùy ý không hiểu thấu hết mà cho thuốc bạn vừa cho thuốc sai người học phật này liền học ra bệnh thần kinh phật pháp chúng ta gọi là ma dựa bạn xem thấy có nhiều ít nơi nơi chúng ta đều xem thấy có rất nhiều người tuổi còn rất trẻ đi học thì rất giỏi tốt kịp đại học rồi thậm chí có được học vị thạc sĩ tiến sĩ rồi học phật học được một hai năm thì bị thần kinh phân liệt thật đáng thương tiên đồ thấy đều bị quỷ diệt đó là gì vậy đại phu đã cho sai thuốc pháp không xứng cơ làm hại pháp thân huệ mạng của người việc này chúng ta không thể không biết không thể không cảnh giác thiền định ở trong pháp môn niệm phật chúng ta chính là nhất tâm bất loạn tâm thanh tịnh trên đề kinh vô lượng thọ đã nói thanh tịnh bình đẳng giác thanh tịnh bình đẳng chính là thuộc về thiền định thanh tịnh bình đẳng là công phu không phải nghe qua thì bạn liền được tâm thanh tịnh liền được tâm bình đẳng làm gì mà dễ dàng như vậy cái gì gọi là thanh tịnh không tiêm nhiễm đối với thế xuất thi gian pháp mới gọi là thanh tịnh Các vị đồng tu phải ghi nhớ Không tiêm nhiễm Không phải nói là bạn không tiếp xúc Bạn có thể tiếp xúc Tiếp xúc mà không hề bị ô nhiễm Tông môn có một câu nói rất hay Gọi là Bách hoa tùng trung quá Nhất dịp bất triêm thân Đó chính là thiền định đây là thí dụ sáu căn chúng ta có thể tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài. Biết được cảnh giới sáu trần là huyện tướng, mộng huyện bào ảnh. Cho nên trong tâm đối với cảnh giới bên ngoài, đích thực là không có phân biệt, không có chấp trước. Đây chính là phiến lá không dính thân. Bạn vừa khởi niệm phân biệt Đối với cảnh giới bên ngoài Khởi một niệm chấp trước Bạn liền bị ô nhiễm Thì bạn không có sức định Cho nên tiền phương tiện của thiền định Là những đại Là những nhục Nhẫn dụng chính là ý nghĩa của nhẫn đại. Chúng ta tu định, nhất định phải vào từ cửa nhẫn trước. Nhẫn là tiền phương tiện của thiền định. Thiền định trong tu học là thọ dụng chân thật. Cho nên thiền định cũng gọi là tam muội. Tam muội là tiếng phạn từ trên mặt chữ mà dịch là chánh thọ hưởng thụ bình thường cái gì gọi là hưởng thụ bình thường phật nói cho chúng ta phàm phu sáu cõi hưởng thụ không bình thường khái quát phân làm năm loại lớn khổ vui ưu hỷ xã Đây là hưởng trụ của Phạm Phu Sáu Cõi Thân có khổ lạc thọ Tâm có ưu hỷ thọ Ngay thân không có khổ vui Tâm không lo mừng vào lúc này gọi là xã thọ Tổng cộng hưởng thụ năm loại lớn Chính thọ là gì? Năm loại hưởng thụ thấy đều không có, đó chính là chánh thọ Thiền định là chánh thọ Hưởng thụ của chư Phật Bồ Tát Loài hưởng thụ này Tuyệt nhiên không lìa khỏi thế gian chúng ta Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian chúng ta Kinh Hoa Nghiêm Sau cùng 53 vị đồng tham Các vị xem thấy 53 vị thiện tri thức này Thân phận của họ Nam nữ và trẻ Các ngành các nghề Cái ý này liền hiển thị Chư Phật Bồ Tát ở chỗ nào Đã hòa thành một mảng đời sống của chúng ta Chúng ta từ sớm đến tối Đã tiếp xúc một số người sự vật bên trong đó đã có rất nhiều chư phật bồ tát ở trong đáng tiếc chúng ta không nhận biết đến lúc nào bạn mới có thể nhận thức bạn đọc thông kinh hoa nghiêm thì bạn liền nhận thức bạn liền nhận biết chung quanh chúng ta chân thật là không ít phật bồ tát đang ở đây đây là sự thật những người đó vì sao là phật bồ tát họ hòa thành một khối trong đời sống chúng ta hưởng thụ không như nhau hưởng thụ của chúng ta là khổ vui mừng lo xả hưởng thụ của các ngài là chánh thọ không luận là thân phận như thế nào không luận từ nơi một nghề nghiệp nào tâm địa của họ thanh tịnh không nhiễm một trận tự tại an lạc con người đó không phải là phàm phu Con người đó chính là Phật Bồ Tát Thị Hiện Bạn phải biết nhìn Bạn phải khéo vận dụng sáu căn của bạn Bạn có thể quan sát chung quanh Có rất nhiều Phật Bồ Tát Có rất nhiều thiện tri thức chân thật chúng ta phải nên học tập với họ thiền định ngoài ra còn có một ý nghĩa là chủ tể trong lòng có chủ tể không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động đó là sức định ta tu học pháp môn này. Hoặc giả là bạn y theo kinh vô lượng thọ mà tu học. Hoặc giả là y theo kinh a di đà mà tu học. Đây là giả thuyết chúng ta chọn lý bộ kinh này. Pháp môn này, người khác đến nói Phật Pháp thế nào cho ta nghe? Nói Pháp môn như thế nào? Ta chấp tay cung kính Ta quyết không thay đổi Ta một môn học tập đến cùng Đây là trong tâm bạn có xuất định Bạn có chủ tể Cận dịch Vòng Tây Cư Sĩ Địa chỉ email Vòng Tây Cư Sĩ A cầu gmail.com Người đọc Phật tử Thiện Quang Phát tâm cúng dường Do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dự nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô di đà phật